vừa thôi tới đó thôi, xuống xuống cao quá nó ngã nữa, cho nhẹ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh xe năng Nhật Nam của chúng tôi. Hôm nay xe năng Nhật Nam chúng tôi xin giới thiệu đến các quý vị và các bạn ba chiếc xe năng, một chiếc di chuyển phi, một chiếc xe năng quay cáp 250 kg và một chiếc xe năng cao mini inox 200 kg. Chúng ta đi qua sơ bộ. Chiếc xe năng inox này nó có cái bàn nữa không? Tất cả đều inox luôn, hoàn toàn inox 100%. Chiếc này xe quay cáp cao tầm 1m8 ấy. Tất cả đều của Nhật. Chút nữa. 250 kg của em. 250 kg. Xe nâng cao inox 200 kg. Inox hết này. Này xe nâng di chuyển phi, hiệu là Kimochi. Kimochi tải này như ta thường thường là tải của nó là 200 đến 300 kg. Đỡ tài phi, đỡ phi vào là tài khác. Xe nóc rồi. Xe nóc thì trích cô nhé. Cái bảng này gỡ ra được này, người ta bắt thôi chứ gỡ được. Này nó inox luôn nha. Rồi chúng ta coi xe năng di chuyển phi. Các bạn di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng. Đây, một tay. Đây, di chuyển. Rồi đây cách vận hành. Này nó có open và close. Open tức là chúng ta xả ra. Này xả. Rồi ngửa mỏ lên. Ngửa mỏ thì ta đẩy cái mép phi nó vào đây. Chúng ta nâng thì nó sẽ kẹp cái mỏ phi lại. Và nó tựa vào đây nó di chuyển. Rồi. Chúng ta khóa lại. Rồi gạt bơm. Dạ, mình thấy cái mỏ nó kẹp lại không? Cầm cái cục cái đi gửi đấy. Mình chưa có. Cao cỡ này là hết ti nha các bạn. Đây tầm tay của mình đây. Từ mặt đất lên chắc cả mét. Rồi, tiếp đến là chiếc xe năng quay cáp 250 kg. Nâng luôn chiếc xe năng inox lên nha, xem thử như thế nào. Quay các bạn. Một tay mình ui nhẹ quá. Đó.
Rồi, mình dừng nha. Do một mình quay không có ai giữ nên mình ngã. Ai hiểu nè. Chết cuộc. Inox, tất cả là inox luôn. Chân bơm, chân đạp đều inox hết nha các bạn. Chi tiết inox. Bánh xe cầm cũng inox luôn. Chắc chắn là để chúng ta thử quay cao lên liền thử nha. Rồi giờ quay giữa đường này không dám quay cao nha các bạn. Quay cao có người qua đi nguy hiểm. Rồi bây giờ chúng ta thử hạ xuống xem nó nhẹ không nha. Mình cũng một tay. Ui nhẹ. Một tay mình vừa quay, một tay mình vừa xả xuống nữa. Khá là nhẹ nhàng. Chiếc này chiều cao tầm 2 mét á, máy á. Ok, rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại những video sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn.